quý vị và các bạn, trước những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và tầm quan trọng đặc biệt của nguồn tài nguyên nước, thời gian qua công tác quản lý bảo vệ sử dụng nguồn nước đã được các cấp ngành tỉnh Con Tum quan tâm. Ngoài việc hoàn thiện quy hoạch nguồn tài nguyên nước, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các quyết định phê duyệt danh sách nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ, phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, quy chế phối hợp quản lý nguồn nước và nhiều văn bản chỉ đạo khác tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khác nhau việc thực hiện các quy định còn nhiều hạn chế ảnh hưởng đến việc đảm bảo an ninh an toàn nguồn nước trên địa bàn đây là công trình hồ thủy lợi Đắc Lót tại xã Ngọc Vang một trong hai công trình thủy lợi tại huyện Đắc Hà đã được cắm mốc hành lang bảo vệ hồ đập công trình do Ban quản lý khai thác các công trình thủy lợi Con Tum quản lý và được thực hiện cắm mốc từ năm 2019 với tổng số 101 mốc, trong đó có 37 mốc lòng hồ, 50 mốc canh mương, 14 mốc đập tràn và chân đập. Sau khi phối hợp cùng chính quyền địa phương thực hiện các mốc hành lang bảo vệ công trình, đơn vị quản lý đập đã bàn sao các mốc cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận hành và nâng cao nhận thức của người dân trong việc bảo vệ nguồn nước và bảo vệ an toàn hồ đập từ thời gian đến cắm là được được cái sự thuận lợi cái là kiểm tra kênh mương thường xuyên rồi cái hành lang bảo vệ của công trình Nên nó đảm bảo rồi mình phát dọn nạo vét rồi tu sửa mọi cái nó công trình nó, nó càng ngày nó càng đảm bảo hơn để phục vụ tưới cho bà con về lúa và cà phê để đảm bảo công trình tưới tiêu tốt thứ hai là về mùa mưa lũ thì đảm bảo không lũ lụt về mùa hạn thì đảm bảo nước đủ tưới phục vụ cho bà con đặc biệt là cái hồ đắc nót và hồ đắc chít là công trình liên kết Thế cho nên là hai cái nó phải phối hợp với nhịp nhau với nhau Đấy, có mốc hành lang được cái là cho nên là chúng tôi quản lý nó yên tâm hơn Đấy, bà con cũng phấn khởi thực hiện theo đúng chủ trương của trên. Để bảo vệ nguồn nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước và Nghị định 43/2015 của Chính phủ tháng 9 năm 2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định 865 phê duyệt danh mục nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh với gần 400 công trình. Trong đó có 364 công trình thuộc hệ thống sông suối và 29 công trình hồ chứa thủy lợi, thủy điện kinh phí cắm mốc bảo vệ hành lang nguồn nước đối với sông suối do ngân sách nhà nước đảm bảo, đối với công trình hồ thủy lợi, thủy điện do chủ hồ hoặc tổ chức quản lý hồ chứa đảm bảo. Thời hạn hoàn thành việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước các công trình thủy lợi, thủy điện xây dựng sau năm 2015 phải hoàn thành trước khi tích nước. Đối với các công trình đã hoàn thành trước năm 2015 chưa được cắm mốc, thời gian hoàn thành không quá 2 năm đối với Thủy Điện và không quá 5 năm đối với các công trình thủy lợi kể từ ngày Nghị định 43-2015 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2015. Đối với các công trình sông suối, thời gian hoàn thành việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước theo phương án của từng địa phương. Mục đích của việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước các sông suối công trình thủy lợi Thủy Điện trọng điểm nhằm bảo vệ sự ổn định của lòng hồ, bờ đập, cây mương phòng chống đấn chiếm đất ven nguồn nước và phòng chống các nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, suy thoái nguồn nước, bảo vệ, bảo tồn và phát triển hệ sinh thái thủy sinh tự nhiên ven nguồn nước. Mặc dù có ý nghĩa quan trọng là thế, nhưng đến nay tuy đã quá thời hạn, nhưng tiến độ thực hiện việc cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước các công trình tại các huyện thành phố vẫn còn chậm. Tại huyện Đắc Hà có 30 công trình trong danh mục phải cắm mốc nhưng đến nay chỉ thực hiện được hai công trình, đó là hồ thủy lợi Đắc Lót và Đắc Chít. Được sự quan tâm của Ủy ban tỉnh khi đã được nâng cấp về an toàn các công trình thủy lợi thì cũng đã có bố trí một phần kinh phí để làm cái công tác nghĩa là là cắm mốc chỉ giới. Còn lại một số công trình mà chưa được sửa chữa nâng cấp thì cái nguồn kinh phí rất là là khó khăn thì cũng đề nghị cấp chính quyền quan tâm, tạo điều kiện, cấp kinh phí để cho đơn vị nghĩa là cắm các cái mốc để bảo vệ hành lang cho toàn bộ các công trình trên địa bàn của huyện. Ngay như công trình đập Đắc Uy, đập mùa xuân ngày nay là một trong những công trình thủy lợi lớn nhất và đầu tiên của tỉnh. Tuy đã qua nhiều lần nâng cấp kiên cố, nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước nhiều diện tích trong hành lang bảo vệ công trình, nhưng người dân vẫn sản xuất cà phê và các loại cây ngắn ngày hàng năm, gây nguy cơ sạt lở, cuốn trôi đất cát, bồi lấp lòng hồ. Ở dưới hồ thì đến mùa nước rút thì bà con tận dụng mà không có ranh giới cắm mốc mà chia từng lô, ai có làm từ trước đến giờ là ai làm tới đâu thì làm tới đó là đất là tận dụng làm lòng hồ có như là nhà nước cũng quản lý khi nước lên thì thì bà con không làm mà khi nước rút thì bà con là tận dụng lòng hồ để canh tác cây mì, cây củ lang rồi chưa thấy nhà nước cắm cột nó vào dưới lòng hồ về cái khó khăn đấy thì không tránh khỏi những cái gọi là về cái phía mà bà con còn một số các cái gọi là là bà con nhân dân cũng chưa nhận thức tốt về cái gọi là cái công tác quản lý bảo vệ các tài sản cũng như là các công trình thì lại trên địa bàn cũng vẫn còn có cái là một số hộ còn lấn chiếm thế rồi đào rồi các cái vị trí kênh mà chưa được nghĩa là đơn vị quản lý cho phép và đặc biệt là rác thải chất thải đôi lúc bà con là những các cái xác động vật chết bà con cứ vứt xuống kênh cũng chưa nhận thức được cái đó đơn giản ảnh hưởng đến ô nhiễm cái môi trường cũng như là ô nhiễm cái nguồn nước. Với diện tích mặt nước lớn gần 300 hecta, sức chứa trên 30 triệu mét khối nước, công trình thủy lợi Đắc Uy nằm trên địa bàn hai xã Đắc Uy và Đắc Ngọc của huyện Đắc Hà. Ngoài việc cung cấp nước tưới cho 3 phần tư diện tích đất canh tác trên địa bàn huyện, đây cũng là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho thị trấn Đắc Hà và các vùng lân cận với việc canh tác trong diện tích hành lang bảo vệ công trình không chỉ gây xói mòn, bồi lấp lòng hồ mà còn gây ô nhiễm môi trường nguồn nước. Tại khu vực lấy nước sinh hoạt, nhiều chai lọ, thuốc bảo vệ thực vật trôi động về đây. Nói chung thì bà con có phần thiểu số là cũng chưa có ý thức để có như là thu gom mà để bảo đảm cho môi trường còn bỏ rác rưỡi rồi, coi như là thuốc bảo vệ thực vật, còn bỏ coi như là không vào cái nỗi chỗ quy định của nhà nước. Bà con là làm thì có nhà thì thu gom về nhưng mà có nhà là không có ý thức là coi như là bỏ xung quanh vườn cà phê. Trong thời gian gần đây thì trong quả trình lắp đặt và sử dụng hệ thống nước sinh hoạt thì Huyền đã có những cái giải pháp như là không cho nuôi cả trên lòng hồ để đảm bảo về cái nguồn nước sạch thì như vậy là nguồn nước đã một phần được cải thiện không có cái tạp chất ở trên hồ tuy nhiên đó, để mà giải quyết dứt điểm vấn đề mà đảm bảo cái vệ sinh môi trường đặc biệt là những cái dư chất trong cái thuộc bảo vệ thực vật đó. ngoài cái việc thu gom và cái ý thức của người dân thì đề nghị các cấp cần quan tâm là đầu tư nhà máy xử lý cái về chất thải này để trong quá trình thu gom về thì phải có được xử lý đảm bảo chứ nếu không mà thu gom về không có nơi xử lý thì rất là phức tạp. Ngoài quy định về cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước, thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định 1264 2018 về xác định phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt tại các công trình khai thác sử dụng nước phục vụ sinh hoạt đã cấp phép. Các quy chế phối hợp quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh và nhiều văn bản chỉ đạo khác, nhưng đến nay cũng như huyện đắc hà việc triển khai thực hiện các quy định về bảo vệ an toàn nguồn nước tại các huyện thành phố chưa được quan tâm đúng mức gặp nhiều khó khăn về kinh phí thực hiện và còn nhiều bất cập hạn chế bên cạnh đó với việc phát triển mạnh các thủy điện trên địa bàn đã gây biến đổi dòng chảy trên các sông suối làm thiếu nước cho sản xuất trong mùa khô đồng thời với sự phát sinh rác thải sinh hoạt sử dụng các hóa chất bảo vệ thực vật thuốc trừ sâu diệt cỏ trong sản xuất nông nghiệp ngày một gia tăng. Tình trạng nước thải trong hoạt động sản xuất công nghiệp xử lý chưa đạt chuẩn chất lượng xả thải ra sông suối đã gây nhiều nguy cơ đối với công tác đảm bảo an ninh, an toàn nguồn nước. Đây là vấn đề được cử tri tỉnh Con Tum quan tâm và rất mong các cấp ngành sớm thực hiện các giải pháp, các quy định của nhà nước để hạn chế nguy cơ về tình trạng thiếu nước trong sản xuất sinh hoạt và bảo vệ môi trường nguồn nước bảo vệ sức khỏe người dân